Hello các con vợ, lại là phẳng của công đây. Theo bộ óc tinh vi được thượng đế ban tặng cho bộ vi xử lý siêu phẩm, thì công hãy thử trả lời hộ tôi câu hỏi, gái ở đâu vừa xinh lại vừa đảm đang nhất trên thế giới đây nào? Nếu không ai biết, thì ngồi xuống đây phẳng kể cho mà nghe. Đáp án tôi nói ra sau đây sẽ khiến các ông phải khóc trong tiếc nuối vì đã không biết tới thiên đường này sớm hơn đấy nhá. Dàn gái xinh cực phẩm ở đây có thể hút hồn bất cứ thanh niên nào ghé qua chỉ bằng ánh mắt. Chưa kể là các cô em thiên thần này còn là những dân chơi chính hiệu, có quả sở thích thay chồng như thay áo, ngoại tình như cơm bữa mà chẳng ai dám nói gì. Nghe qua thì đây chính là bộ tộc trong mơ của nhiều ông rồi đúng không nào? Vậy còn chờ gì nữa mà không cùng phẳng tôi đi thẩm ngay bộ tộc có gái xinh thứ nhất hành tinh này thôi nào? Biết đâu lại xin được một vé lên đỉnh thì sao? Let's go! Vùng đất mà phẳng đưa các ông tới ngày hôm nay sẽ làm cho tất cả các chị em trên thế giới đều ghen tị bởi vẻ đẹp chim sa cá lặn của các cô nàng được sinh ra từ bộ tộc Kalas. Nhan sắc của những cô nàng này nổi tiếng thế giới là khó ai sánh kịp. Liệu đây có phải là một lời đồn? Nhưng đến tận nơi mới biết lời đồn này là sự thật. Trong khi các bộ tộc còn lại ở Pakistan đều có làn da ngăm đen, thì người Kalas lại có ngoại hình hoàn toàn trái ngược, khiến nhiều dân tộc coi họ là kẻ ngoại tộc tại đây. Nhan sắc của họ là sự pha trộn hoàn hảo của những đặc điểm giữa Á và Âu. Các cô gái này sống ở khu vực châu Á nhưng lại có mái tóc vàng, làn da trắng và đôi mắt màu xanh lá cây giống hệt như người châu Âu. Thật khó để tin rằng những cô gái đẹp hút hồn này lại thuộc một trong những bộ tộc ở vùng sâu vùng xa. Người Kalas đã cư trú ở vùng núi Hindu Kush của Pakistan từ cách đây hàng ngàn năm. Thời gian lâu đến nỗi, tộc người này giờ đã trở thành dân bản địa tại thung lũng Kalasha. Ngày nay, cộng đồng người Kalasha chỉ còn khoảng trên dưới 3.000 người. Họ nói ngôn ngữ Kalasha và thực hành tôn giáo đa thần, thay vì theo đạo Hồi như đa số dân tộc khác sống ở đây. Ở bộ tộc này lưu truyền một câu chuyện từ xa xưa về nguồn gốc của tộc người đặc biệt này. Theo truyền thuyết, họ là hậu duệ của đội quân Alexander Đại Đế. Khi cụ tổ của họ đi qua vùng Pakistan này, đã có những mối tình một đêm với những người phụ nữ bản địa và gửi gắm lại vài hậu duệ giống hệt người châu Âu như hiện tại. Tuy nhiên, họ không có tính cách thiện chiến của tổ tiên mà là những người sống giản dị, yêu màu hưởng và ghét sự giả dối. Nhưng lý do thực sự khiến cho người Kalas trở nên khác biệt chính là tại họ sở hữu ADN hiếm có và độc đáo nhất trên thế giới, chứ không hề liên quan đến đội quân Alexander Đại Đế, và những con người này chắc chắn không hề mang dòng máu hoàng gia. Sau nhiều nghiên cứu đã tìm ra họ có mã gen giống những người sống tại khu vực lân cận là Ấn Độ hay là Afghanistan. Nhưng trong ADN của họ lại có sự khác biệt. Dòng gen trội đã khiến cho vẻ ngoài của người Kalasha thật khó phân biệt họ với những người Nga, Pháp, Mỹ, v.v. Thậm chí lối sống của họ cũng cởi mở y hệt người phương Tây. Không giống như những cô gái chờ phụ huynh đặt đâu ngồi đấy. Phái đẹp Kalas hoàn toàn tự do trong vấn đề chống lầy của bản thân. Các cô gái được phép chọn ông chồng cho chính bản thân mà không cần quan tâm tới vấn đề cha mẹ phản đối. Điều mà các cô gái ở các tộc lân cận thậm chí không bao giờ dám mơ đến. Chuyện hôn nhân đã dễ, thế mà chuyện ngoại tình ở đây còn dễ hơn. Họ có thể công khai chạy theo trai nếu các ông chồng không thể làm họ thỏa mãn. Thậm chí nếu sau khi cưới nhau về, người vợ thấy không hài lòng với điều gì đó của chồng, cô nàng được quyền tự ý ly hôn mà không cần điều gì ràng buộc. Nếu không muốn nuôi con thì anh chồng sẽ phải gánh trách nhiệm đến khi đứa trẻ trưởng thành. Các người đẹp ở đây, kể cả trong lúc chưa ly hôn chồng, thì vẫn có thể bỏ trốn theo tình yêu mới mà không bị bất kỳ ai chỉ trích. Những tên người tình mới của cô nàng đó chỉ cần bồi thường tiền lễ vật cho người chồng cũ là có thể đường đường chính chính lấy cô về làm vợ. Tuy nhiên, ông chồng tương lai này sẽ phải trả gấp đôi số tiền mà người chồng đầu tiên đã bỏ ra thì mới có thể làm lễ cưới với cô nàng. Tức là nếu người chồng từng bỏ sinh lễ một con bò để cưới vợ, thì người tình của vợ phải trả cho chồng cô ta hai con bò. Còn nếu không có hai con bò, thì họ chỉ có thể hẹn hò với nhau chứ không được công nhận là vợ chồng chính thức. Đây chính là minh chứng cho chuyện chỉ cần các ông đẹp thì các ông làm gì cũng đúng. Nhưng không chỉ có người đẹp đâu nhé. Đây còn là bộ tộc có chỉ số hạnh phúc cao nhất hành tinh, dù cuộc sống của họ vẫn gắn với chữ nghèo ơi là nghèo. Thì các cô gái Kalas xinh đẹp vẫn luôn tươi cười cực kỳ rạng rỡ và có lối sống rất lạc quan. Nhưng dù vậy thì bộ tộc Kalas vẫn còn tồn tại nhiều phong tục lạ. Ngày nay họ vẫn sống trong các ngôi nhà rất đặc biệt được xếp bằng gỗ làm từ thân cây bách hương theo thiết kế cổ xưa. Chúng được xây đơn lẻ hoặc xếp chồng lên nhau trên vách đá treo leo. Trong làng sẽ có một ngôi nhà lớn gọi là Basilin, là nơi trú ngụ bắt buộc của những người phụ nữ đến kỳ kinh nguyệt hoặc khi họ mang thai. Mỗi lần bà dì ghé thăm, những cô gái sẽ phải khăn gói đến ở trong ngôi nhà này. Đây cũng là ngôi nhà đỡ đẻ mà mỗi phụ nữ khi cần sinh con sẽ tới ở lại. Khi nào đẻ xong thì phải thực hiện một nghi lễ tẩy rửa, lấy lại sự tinh khiết của người phụ nữ. Người chồng đóng vai trò rất quan trọng trong nghi lễ này. Họ sẽ giúp vợ mình rửa sạch cả thể xác lẫn tâm hồn, sau đó mới được bế cả vợ lẫn con về nhà. Những ngày nghỉ lễ Tết là một phần không thể thiếu được trong đời sống của người Kalas, vì trong dịp này, các cô gái sẽ thể hiện những điệu hát, nhảy tập thể vô cùng hào hứng.
việc bỏ trốn gia đình đi theo người đàn ông khác thậm chí đã trở thành nét văn hóa trong một lễ hội có tên Joshi. Lễ hội Joshi vào tháng 5 hàng năm là một trong những lễ hội sôi động nhất của bộ tộc Kalash. Vào ngày này, phụ nữ cùng nhau hát hò, nhảy múa, trong khi đó những người đàn ông sẽ đánh trống, thổi sáo, vỗ tay cổ vũ cho họ. Nhảy múa cũng là một trong những cách chúc mừng của họ vào mỗi dịp lễ hay ngày kỷ niệm. Còn vào dịp lễ Chomos, lễ hội quan trọng nhất của người Kalash, được tổ chức trong vòng 10 ngày liên tục ở thời điểm đông chí, tức là giữa tháng 12. Những người đàn ông trong làng sẽ làm bánh mì hình con dê. Trong khi đó, người phụ nữ sẽ hát những ca khúc truyền thống ca ngợi thần Baloman. Người Kalash tin rằng, những bài hát như là lời mời các vị thần linh ghé xuống ngôi làng và ban phước lành cho họ. Dù còn nhiều khó khăn và nghèo đói vây quanh, những người Kalash vẫn tràn ngập tiếng cười và điệu nhảy trong lễ hội. Lễ hội này cũng chính là một dịp lý tưởng để tìm tình nhân cho các cô gái ở đây, kể cả đã có chồng hay là chưa. Và nhiều người đàn ông cũng không hề quan tâm tới chuyện cô gái mình đang tán tỉnh có chủ hay độc thân. Bởi chỉ cần tán đổ được cô nàng thì sẽ có thể dắt được về nhà. Nhiều người còn nói rằng, chính vì phụ nữ Kalash tuyệt đẹp nên bất cứ ai cũng nên có cơ hội được kết hôn với các cô gái thuộc bộ tộc này. Đúng là một bộ tộc trong mơ của nhiều anh chàng rồi đúng không nào? Ngày nay văn hóa của người Kalash vẫn còn được gìn giữ, nhưng đã bị ảnh hưởng ít nhiều do sự xâm nhập của văn minh hiện đại khi những con đường liên tiếp được mở ra phục vụ việc đi lại cho các phương tiện giao thông, giúp tiếp cận đến các ngôi làng một cách dễ dàng. Các cửa hàng cung cấp thịt, rau củ, các thực phẩm và sản phẩm tiêu dùng khác đã được mở trong các thung lũng. TV, điện thoại di động, máy tính đã ngày một phổ biến. Nam giới của cộng đồng Kalash từ lâu đã sử dụng trang phục của Pakistan thay vì bộ quần áo truyền thống như những người phụ nữ. Nhiều người sau khi ra ngoài đã tiếp xúc với lối sống và giáo lý của Hồi giáo, dần buông bỏ những tục lệ cũ của quê hương. Cũng do sự đồn đãi về gái đẹp nhất hành tinh mà nơi này đã thu hút một lượng lớn khách du lịch ghé tới tham quan vì sự tò mò. Những người dân trong làng cũng coi du lịch như một cách kiếm tiền và đã xây dựng lên các nhà nghỉ, khách sạn và các cửa hàng bán đồ thủ công địa phương, mở rộng văn hóa của họ ra nước ngoài. Chuyên mục hôm nay của Thế giới phẳng tới đây thôi. Các ông thấy ấn tượng với điều gì nhất nào? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới video này nhé. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh để cập nhật video mới của chúng tôi sớm nhất nhé. Thế giới phẳng luôn hoan nghênh những bình luận đóng góp cho chuyên mục tiếp theo tới từ chính các ông đấy nha. Nên đừng ngại bật mí với tôi những điều mà các ông đang tò mò để cùng nhau đi khám phá nha. Còn bây giờ thì bye bye.